Xin chào, tôi là Carmen. Các bạn đang xem bản tin vắn video. Trong đây chúng tôi sẽ chia sẻ về những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử phát triển vận tải đường dây và công ty Skywork Community trong những tuần qua. Trong bản tin này, chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao công ty Iceland Highway, U-Sky Transport, địa điểm tốt nhất dành cho những nhà nghiên cứu trẻ. Các dự án về tuyến đường U-Sky tại Sara. Chúng ta sẽ không để phí thời gian thêm nữa và hãy cùng chuyển ngay tới sự kiện đầu tiên. Lãnh đạo cấp cao công ty Iceland Highway đến thăm trung tâm U-Sky. Топ-менеджеры Elon Highways поблагодарили команду U-Sky Transport за продуктивную встречу и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве по применению технологии U-Sky Transport and Infrastructure в Израиле. Trung tâm thử nghiệm và chứng nhận U-Sky đã tiếp đón các sinh viên của Đại học American University of Sara cùng với đoàn có chủ nhiệm cơ quan quản lý giao thông vận tải Dubai. Và Rakot, anh ấy đã bảo vệ bài luận án của mình. Người kỹ sư trẻ này đang nghiên cứu về không dây động lực học phi truyền thống dành cho xe điện và tham quan trung tâm U-Sky. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tìm đáp án cho những vấn đề của mình và tìm nguồn cảm hứng. Tập đoàn Unisky Group bao gồm U-Sky Transport đã chuẩn bị một số phương án để ứng dụng thực tiễn công nghệ hạ tầng vận tải tại Sara để phát triển hơn nữa nền kinh tế và xã hội cho thành phố. Các chuyên gia của tập đoàn Unisky Group sẽ tiếp tục phát triển các dự án tuyến đường khả thi cho cả Sara và toàn bộ khu vực nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển và thịnh vượng của tất cả mọi người. Trên đây là mọi tin tức chính tới nay. Hãy nhớ bấm like cho bản tin này và để lại bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.